Chung kết Rogers Cup 2019 là lần đầu tiên Daniil Medvedev có cơ hội so tài với Rafael Nadal trước đối thủ vượt trội hơn về đẳng cấp cùng với thể lực sung mãn. Medvedev đánh gác vật với tỷ số 3-6 và 0-6 sau hơn một giờ thi đấu, bảo vệ thành công chức vô địch Rogers Cup. Nadal thiết lập kỷ lục giành 35 danh hiệu cấp độ ATP Master 1000 trong sự nghiệp. Đây cũng là danh hiệu ATP thứ 83 trong sự nghiệp của vua đất nện, đứng thứ tư trong kỷ nguyên Open. Ở trận chung kết đơn nữ, chiếc vô địch đã thuộc về Bianca Andreescu sau khi Serena Williams bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương lưng. Sau Rogers Cup, Nadal và Andreescu được xác nhận vắng mặt ở Cincinnati Master lần này. Áo GP chứng kiến màn soi kè kịch tính giữa Andrea Dovizioso và Marc Marquez, tay đua người Tây Ban Nha dẫn đầu phần lớn chặng đua, xong đã để cho tay lái của Ducati vượt mặt ở góc cua cuối cùng. Chiến tích tại Red Bull Ring đã giúp Dovizioso thu hẹp khoảng cách với Marquez xuống còn 58 điểm. Hiện tại, tay đua của Honda vẫn đang vững vàng ngôi đầu bảng với 230 điểm. Sau chặng đua này, các tay đua sẽ nghỉ ngơi 2 tuần trước khi trở lại với chặng 12 diễn ra ở trường đua Silverstone, nước Anh. F1 mùa giải năm nay tiếp tục là sự thống trị của Mercedes. Sau 12 chặng đua, Lewis Hamilton và đồng đội Valtteri Bottas thắng đến 10 chặng. Trong đó, nhà đương kim vô địch có đến 8 lần bước lên bục podium chiến thắng. Mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. Song, không vì thế mà Hamilton tỏ ra chủ quan. Chia sẻ với Autosport, tay đua người Anh cho biết: Mercedes gặp may ở một số chặng đua, Ferrari nhanh hơn chúng tôi, nhưng họ thường mắc sai lầm từ đội hoặc tay đua. Với Red Bull, họ có khả năng đảo ngược tình thế. Hơn nữa, động cơ Honda là bước tiến mới và rất mạnh mẽ. Trên bảng xếp hạng, Lewis Hamilton đang dẫn đầu với 250 điểm, hơn 62 điểm so với người đứng sau là Bottas. Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại Bỉ vào đầu tháng 9 tới đây. Sau khi giành đai vô địch hạng bán trung WBA, Manny Pacquiao đã thẳng thừng đề nghị Floyd Mayweather tái đấu. Đây là động thái đáp trả việc Mayweather cho rằng Pacman ăn theo tên tuổi của anh. Ở trận chiến đầu tiên vào năm 2015, Floyd Mayweather đã là tay đấm giành chiến thắng sau 12 hiệp, mà so tài nói trên vẫn giữ kỷ lục mang về số tiền lớn nhất lịch sử với $400 triệu, đến từ các nguồn thu chủ yếu là bản vé, bản quyền truyền hình và quảng cáo. Tuy vậy, trong lần trả lời phỏng vấn trên CMZ Sports, Keith Thurman, đại tướng của Pacquiao, lại tỏ ra xem thường trận siêu kinh điển của làng quyền Anh. Tay đấm người Mỹ cho rằng chẳng ai muốn xem Mayweather một lần nữa so găng với Pacquiao. Chạm trán Đà Nẵng Dragons ngay tại hang rồng, tuy nhiên Sài Gòn Heat đã có một trận đấu cực kỳ ấn tượng và tự định đoạt cuộc đua playoff của mình. Thắng lợi thuyết phục 72-60 đã giúp ông 30 và Thăng Long Warriors trở thành hai đội bóng cuối cùng giành suất góp mặt ở vòng playoff. Hiện tại, Sài Gòn Heat đã gia tăng hiệu suất thắng lên thành 57,1%. Đội bóng của huấn luyện viên David Silverton đứng trước vị trí kết thúc giai đoạn regular season ở vị trí nhất bảng nếu tái hiện kết quả trước Đà Nẵng Dragons vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Sau 3 ngày thi đấu, Việt Nam All Stars đã xuất sắc giành được vị trí thứ tư chung cuộc, qua đó ẩm giải thưởng $44,000. Cá nhân Sapo đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Qs với 23 mạng hạ gục. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng với các chàng trai Việt Nam ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn. Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc đánh rơi chiếc vô địch vào tay của Nga sau khi bị Việt Nam All Stars gạt dò ở round cuối cùng. Không những vậy, danh hiệu top 1 Q giải đấu của PO cũng tan thành mây khói bởi ít đúng một Q so với người đứng đầu là U3. Chứng kiến G2 Esports thua sắp mặt trước Vitality vì chọn Garen, Fnatic đã chứng minh vị tướng bị lãng quên này vẫn có thể mang lại chiến thắng. Trong trận đấu với chính Vitality, sao thủ Records mang Garen xuống đường dưới. Sau vài lần nằm xuống ở thời gian đầu, cặp Garen Yumi bắt đầu kiểm soát tốt nửa dưới bản đồ kể từ pha giao tranh thành công tại hang rồng. Thời điểm then chốt, quân bài Garen sắm một vài tanker đúng nghĩa, qua đó cùng Chase trong tay của Pupo đem về chiến thắng cho Fnatic. Kết quả này giúp Records cùng với những đồng đội của mình đứng thứ hai trong bảng xếp hạng LEC mùa hè 2019. Ở tuần thi đấu cuối cùng, Fnatic lần lượt sẽ đối đầu với Spy và Rogue.